Vâng, hôm nay em lại có mặt của công ty Ánh Hoàng. Em lên em review tiếp còn những sản phẩm nào và thêm những sản phẩm nào để cho các bác chúng ta nắm vững. Thứ hai, bác nào cần những dòng xe gì thì hôm nay nghe nói công ty Ánh Hoàng có thêm 3 sản phẩm, tức là xe múc các bác nhé, xe xúc đó. Thì cái xe xúc này là xúc đất cũng được luôn, xúc đá, xúc mì và xúc bao bì và xúc rác. Đấy, thì tí nữa nằm đằng sau bên này. Đấy, thì em cũng có nói là hôm trước thì có nói là công ty thanh lý, thì bây giờ thanh lý những gì thì có sao, thì em lên em review cho các bác. Bác nào đang cần thì các bác cứ điện thoại cho em. Và trước tiên thì em không quên chúc tất cả các bác đang theo dõi trên kênh của em và tất cả các bác máy cày trên mọi miền Tổ quốc thân yêu một lời chúc sức khỏe và một lời chào tràn đầy phúc trong cuộc sống, làm ăn gặp nhiều may mắn. Và hôm nay đã là thứ năm các bác nhé. Vâng ạ, để đi vào chủ đề chính thì nơi đây các bác biết rồi, mấy hôm trước tầm 5 con 6 con, nhưng báo với các bác là chính bàn tay của em đã bán hết ở đây các bác nhá, và con 5.000 hai cầu đã bán rồi. Đấy, con 5.000 hai cầu bán sáng chiều hôm qua và đã đưa em về Đắk Lắk. Vâng ạ, và còn một siêu phẩm cường quốc, tức là đẳng cấp nhất hiện bây giờ của công ty Anh Hoàng, thì đây là 4.600 đầu có giấy tờ, độc bô, hai cầu, cầu rin, vỏ 18-430 và ngoặc, đầu ngoặc giấy tờ. Xe này em báo giá luôn với các bác, đến bây giờ vẫn cứ là 245 triệu. Đấy, đó là hàng xịn, thì lúc nào giá của nó vẫn đi với hàng xịn. Đấy, thì nếu các bác không thì cái này cũng một vài ngày nữa đi các bác nhé. Đó là em nói thật các bác, nó chênh nhau một vài ba triệu thôi, một vài ba triệu. Chiếc xe 5.000 này cũng vậy, một chiếc chênh nhau một vài ba triệu là lên là xong. Rồi, một khi tất cả vô tâm ngắm của các bác, thì em vẫn biết rằng là các bác đang còn có những bác rất thích, đang cần tiền, nhưng mà tiền chưa có. Đấy, rất tiếc và cũng rất thương cho các bác, bởi vì nhiều bác trong lúc làm ăn mà cần những cái như thế này mà không có vốn. Nói thật như vậy, em còn biết như vậy. Cho nên nếu bác nào mà trong cái kênh của em, các bác nào mà cần tiền như thế nào đấy, thì các bác cứ nói với em, điện cho em. Không, em có thể em đè xuống cho các bác để có thể các bác lấy được. Và cũng mong cho các bác đừng, anh em có những cái nó quá tiền thì các bác cũng đừng nên vươn quá các bác ạ. Và em sẽ đi truy lùng tìm cái cũ về làm cái mới cho các bác, thì các bác cứ yên tâm. Đấy, và sau đây thì em cũng nói các bác, nếu các bác có xe cũ nha, và bạn bè các bác có chảo khoan thì cứ điện cho em lên em đưa người thu mua cho các bác. Đấy, và nói chuyện nãy giờ thì đến quay lại cái này thì các bác đã biết rồi, em đã giới thiệu rất nhiều, nhưng có nhiều bác chưa biết thì hôm nay em giới thiệu luôn cho các bác luôn. Đấy, vỏ mới vỏ sau thì nó đã mòn nhưng vẫn đang làm được. Nhà mọc là 12 nha, vỏ mọc là 12 cầu 8 tấn đến 11 tấn. Đúng mức của mọc Trung Sơn, giấy tờ đầy đủ, 245 triệu vẫn không đổi. Đấy. Và bây giờ chỉ còn một em nữa, thì em cũng nói với các bác, em này là 5.000 các bác nhá. Hôm nay có người đến xem tiếp tục. Em này thì tí nữa em sẽ lên đây và test nổ. Đấy, tí nữa đây là thả vào và test nổ cho em để cho các bác xem em này. Và tất cả hai em luôn. Đấy, và chạy thử để cho các bác cái đến là chỉ trong tiền là lấy. Đấy, và cuối cùng thì hôm nay em tiếp tục em báo giá, em gian ma, tuy mặt xấu một tí các bác nhá, nhưng mà tí nữa em sẽ nổ luôn. Em sẽ cho thợ vào, bởi vì em này nếu như tiêu chuẩn mà nói hàng bãi thì xài rồi, nhưng mà nếu như máy là như hàng bãi, mạnh cực kỳ luôn, bởi vì em đã làm 3-4 video rồi. Đấy, thì vỏ này có nhá, vỏ thì nó ngon, chứ nếu mùa mà cao một tí thì rồi cũng chẳng còn đến lượt các bác đâu. Nhưng mà thôi, thì tiền nào của nấy các bác ạ. Bác nào mà nói dụ đang thích em này, hôm một rồi có một bác ở Đắk Lắk về, nhưng mà tiền chửi nhiều quá các bác nhá, rồi phải ấy lại, phải để lại,
Đấy, thì em này là giá vẫn cứ là 60 triệu. Các bác nhá, 60 triệu nếu có thể là các bác nào thiết tha. Đấy, thì làm em đã làm giá cho các bác 60 triệu. Nó một vài ba triệu nữa là ok cho các bác luôn. Đấy, rất đơn giản. Còn riêng cái mọc này thì em quay kỹ cho các bác một tí. Riêng cái mọc này ăn đứt luôn qua cái đầu. Nhưng bởi vì các bác đầu vào mọc thì cái giá đó. Các bác, đấy, bởi vì cái giá này là giá thanh lý. Chứ nếu như mà các bác mà giá của người dân thì nó là từ 75 triệu. Các bác này. Đấy, riêng cái mọc này nếu đi đóng bây giờ. Đấy, mọc này là 3m2. Đấy chứ, dài 3m2. 3m2, 3m4 gì đó. Rồi rộng là đúng coi như phủ bì 2m. Rồi số zin rất to lớn. Cơ to các bác nhá. Đầu đuôi mà cái em gian ma này kéo này là cực kỳ luôn. Các bác lấy về nhanh lấy vốn. Đấy, rồi em nói các bác toàn bộ u hết nhé. Thứ hai đây. Vỏ đuôi. Đấy, vỏ bày. Cầu thấp gầm thấp. Sexy cực đẹp. Đấy. Sexy cực đẹp luôn. Các bác nhá. Nói về cái mạng này. Nếu như bác nào mua mà cái mạng này. Rồi này. Thì 37 triệu. Đợt trước thì em cũng nói bác 40 triệu. Trên 40 triệu nhưng mà này 37 triệu. Thì 37 triệu vì cái đầu này. Không? Thì nó bị vậy thôi. Các bác mua thì sẽ rẻ ra thì các bác phải chịu lỗ. À chịu lỗ đúng không? Đấy, các bác chịu cao. Đấy, 37 triệu cái đầu này. Đấy, 3, 4 năm thì không được. Phải 37, 74 đúng không? Đấy. Thì nó mới xứng đáng. Thì như vậy không đúng. Cũng được. Thì đây. 6 ốc các bác nha. 6 lắc kê. Đấy, vỏ bài. Rồi, ok, rất đẹp. Đấy. Khỏe đấy. Rồi, đây các bác này. Đây, thùng rất đẹp nha. Các bác thấy thùng chưa? Đấy, dày đàng hoàng. Dày, dặn. Rất đẹp. Đấy, rất nhiều bác rất thích. Rất muốn cắt, nhưng không chưa được. Bởi vì chủ không chịu cắt, đừng có đùa. Đấy, còn này, đó là em nói với còn tùy chủ nữa nha. Chứ không phải là em nói với các bác như vậy mà được đâu. Đấy, rồi các bác nha. Thống nhất quan điểm cầu 3,5 tấn. Rất đẹp, sexy, cực đẹp luôn. Đây, đang sáng rưng. Nha, các bác khợ, đúng không ạ? Em không có mục một tí nào hết nha. Đẹp luôn. Đây, từ hết zin hết luôn. Đây, rất đẹp luôn. Đây, tất cả mọi cái này. Rất u to này. Đây, đây sơn xanh hết đầy đủ. Vỏ rất đẹp. Đây, đấy. 6 lắc kê. Thì em này là 34 nha. À, phủ bì 2m. Lâu lắm. Đấy. Rồi. Riêng cái vỏ của em này. Thì quên, riêng em này là em nói các bác nhé. Đó là 60 triệu đấy, cho các bác rất nhanh. Còn nói chung em nói các bác xe này tầm đó là các bác nên lấy được rồi. Các bác nhé, chứ không phải là đừng có chê. Đây mặt em nói hơi xấu một tí thôi nha. Đây. Hơi xấu một tí nhưng mà đê là nổ ngay. Em nói các bác đây. Đấy. Đây, giò gà đang nguyên chi chứ đừng có giãn mặt. Đây này. Vú về đàng hoàng, vú rin đàng hoàng. Đây, các bác, đây. Đấy. Có nhiều bác đang thích cái này nhưng mà bởi vì không hiểu sao mà chưa đấy, chứ còn nếu như mà ở chỗ Bình Minh là sơn hết là đẹp lắm nha, vô lại nhưng thôi công ty của ta chạy như vậy thôi, lính chạy rồi và đi lại em for 5,000 thì tí nữa các bác nha, tí nữa thợ vào, bây giờ lúc này là em lên 6 giờ này, để em lên 6 giờ là 6 giờ sáng rồi đó, thì khoảng tầm 7 giờ thợ bắt đầu đến giờ là vào là em cho test nổ hết những video hết cho các bác để cho các bác lấy hết cho công ty các bác nhá. Đấy, tất cả các bác mua được hay không thì vấn đề giữa các bác đánh đua tiền và em báo giá cho bác Quyền, chưa báo giá em này. Em này là em 5,000 các bác nhá. Em 5,000, em này là có mọc cực kỳ lớn. Đấy, mọc đồng bộ. Đấy, vỏ là 11 hết và rộng 2m4, dài 4,5 m. Tức là nói về mọc ở đây với loại xe khủng này thì các bác biết rồi. Đấy, 18430 này. Thì cái này là 120 triệu các bác nhá. Đấy, 125. Đấy, chứ không phải 120 triệu, em xin lỗi các bác. Đấy, 125 triệu. Thì một cái đầu for 5,000 như thế này và một cái mọc như thế này. Đó, mới bằng một xe 4,000 với một mọc bình thường. Đấy, thế mà các bác cứ đánh đo. Đó. Đấy, đánh đo lô nghĩ làm gì? Đấy. Đêm nằm với vợ cứ tưởng là thầm thì bên tai. Rồi. Báo cáo với các bác nhá. Đấy, mọc cực kỳ đẹp luôn. Đấy, lung linh. Thì bên công ty người ta có nói là có một cái bên ấy mua về. Người ta tính, người ta nói với Lê Tuấn là người ta sơn hết lại. Nói thật các bác. Người ta làm lại, người ta bán 150 triệu đến 160 triệu.
Đấy, em nói vậy. Vì nhiều bác cũng thích lắm. Đấy, em mới bán cái phô 5.000, hai cầu em bán luôn. Rồi, và để tiếp tục thì em nói bác nha, cái xe này. Đây, thì các bác em chỉ giới thiệu qua, còn các bác thấy em giới thiệu được thì các bác hãy lên đó nha. Và các bác tận nói chuyện với chủ và các bác coi như đưa xe về. Thế thôi. Đấy, con xe này 70 ra mọc đàng hoàng nhé. Đấy các bác thấy không? Đấy, xe người ta đẳng cấp. Em nói các bác không có gì để nói. Nếu cái này. Đấy, cái này là 4.600 hai cầu. Đời T7 tục bô có giấy tờ đồ mặc. Còn em này 125 triệu không có giấy tờ. Thua 5.000. Vâng, và để quay lại tiếp tục đấu giá em súc lật. Các bác nhá, em này là em súc lật của Hoàng Gia. Em này thì vẫn đang còn làm rất tốt và gầu rất lớn. Gầu này mà các bác súc mì và súc đất hoặc súc đá thì ok. Nhất là các bác súc rác. Nếu bác nào mà có anh em đang còn cần xe để súc rác, súc mì thì đây là các bác cứ mua về, giá rẻ lắm, có 100 triệu thôi các bác nhá. Đấy, có 100 triệu. Rồi. Và đây đăng nguyên si của em ở đây. Đấy, 100 triệu. Rồi, em có điện thoại nên em phải nhanh một tí. Và em này là em Puru Kama. Em Puru Kama này, báo cáo các bác, vỏ ruột nó như này, nhiều của Nhật, 6 máy, cực mạnh. Em này máy của Nhật nhé. Cực kỳ cabin đầy đủ. Thì em này là 200 triệu. Em này cực kỳ máy còn ngon. Em nói các bác là em này là vô tư. Còn một em trong này, đây, em này 250 triệu. Đây. Đấy, em này. Đấy các bác, đấy. Vua đồ cao 4,5 m. Đấy, tất cả mọi người đẳng cấp ở đây, xe này đang mới, cái bên đầy đủ. Rồi và cuối cùng thì đây là công ty. Đấy, cho các bác. Và em xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều và hẹn lại các bác video sau. Và nhá, các bác nào ai cần cái gì điện thoại cho em ngay. Đấy, 0394 326 198. Em dẫn các bác đến và tí nữa em chờ ở đây và thợ vào. Công ty điện cho thợ vào và nổ đề máy cho các bác để các bác nắm chắc được địa hình địa vật cũng như tất cả phong thủy của xe để các bác chuẩn bị tiền nha. Nhất là em này đẳng cấp trên từng cây số. Đấy, và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn các bác. Đây em Zana và em phone 5.000 và còn phía 4.600. Rồi, cuối cùng em xin chân thành cảm ơn, hẹn lại các bác video sau.